Sáng ngày 18 tháng 10, người dân ở cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một con cá voi nặng khoảng 3 tấn, dài hơn 5 mét, bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên người dân ở khu vực này phát hiện cá voi to đến như vậy dạt vào bờ biển. Con cá voi được phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Sức khỏe của con cá voi khi được phát hiện còn khá yếu, trên mình có nhiều vết thương. Sau khi phát hiện con cá, người dân địa phương cùng các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Vinh Hiền đã cố gắng đẩy ra biển trở lại. Tuy nhiên, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn do sóng lớn, con cá được đẩy ra biển thì bị sóng đánh trôi ngược vào lại. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, con cá được đẩy ra biển thành công. Tuy nhiên, lực lượng chức năng lo lắng việc sóng lớn có thể đẩy con cá ngược vào bờ trở lại bất cứ lúc nào. Những ngày qua, dọc bờ biển Thừa Thiên Huế có mưa lớn, triều cường dâng cao, biển động mạnh. Đây có thể là nguyên nhân khiến con cá voi dạt vào bờ.